Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trường Lý nhé. Đằng sau Trường Lý đây thì có một cái hang các bạn ạ. Đấy, cái hang này thì nằm ở km 28 đường Bắc Mê Hà Giang nhé các bạn nhé. Mình nghe nói là cái hang này trước đây là có rồng bay ở trong đấy ra, nên là rất là bí ẩn, nên là bây giờ mình sẽ lên trên đây khám phá cùng với chú Linh ở đây. Đây là chú Linh, người địa phương nha các bạn nhé. Cứ cháu mình đi lên xem tí nhỉ. Chú đi chân đấy, đi xem con rồng nó bay như nào này. Đấy, cái hang này thì có cái câu chuyện về truyền thuyết là có rồng bay ở trong hang này ra nha các bạn nhé. Bây giờ thì nghe nói là cái hang này nó rất là rộng, do vậy là có thể là nhốt trâu, nhốt bò, nhốt dê, các con động vật ở trong này được, những động vật vật nuôi trong nhà. Cho vào đây. Đi qua đây nhiều lần lắm rồi nhưng mà chưa có dịp lên. cái hang này ngày xưa có ai ở trong này không à anh? Không có ai ở đâu gì. Đây là thuộc về khu đất của nhà chú. Chú đây nhỉ, chú tên gì nhỉ chú nhỉ? Chú bên này nhỉ. Tên là So à? Bác Hằng So. Huấn luyện viên bóng đá Việt Nam đấy. Bác Hằng So. U rộng phết nhỉ. Đường đấy. Đây à? Đây có một cái vệt này các bạn ạ. Đó. Nhìn nó đỏ đỏ vàng vàng. Thế nên là người ta bảo là rồng bay từ trong này ra. Đấy. Đấy. Cái vách đá tương đối là cao các bạn ạ. Đây là nhốt dê trong này. Có nhốt trâu trong này không chú? Hình như có cả trâu đúng không? Bây giờ tôi vừa mới nhờ bác chủ nhà mở cửa để vào rồi. Mời các bạn vào đây khám phá cái hang động này nhá. Đây nó có một cái khoang tròn như kiểu trứng rồng ấy nhỉ. Khả năng ngày xưa có rồng ở đây thật đấy. Đây này. Tròn thật đấy. Như kiểu rồng nở ở đây xong rồi bắt đầu bay nhỉ. Đây này. Tạo hóa rất là đẹp nha các bạn nhá. Đây này, đây chỗ này như kiểu là cái đuôi rồng đây này. Đấy. Tôi bật đèn flash ra lên để cho các bạn xem nhá. Đây. Đây nha các bạn nhá. Đây tại sao gọi là hang rồng bay này, đây chính là một cái vết nó nhìn giống như một con rồng uốn lượn. Đấy, bay ra này. Đấy. 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 Như kiểu là cái hang này là hang trứng rồng nhỉ. Đây này, các cái vòm ở trên này nó cứ tròn. Đấy. Nhìn nó cứ tròn, nhất là cái khoang ở giữa này nhỉ. Tròn xoe này. Đấy, lắp một cái vòm. Đó, đây là một cái điều độc đáo nhất ở trong cái hang này nhá. Nhìn rất giống cái quả trứng đã được gọi là nằm ở trong này từ rất là lâu rồi và nó bây giờ nó như kiểu bị vỡ một nửa bên dưới này, vỡ ra thoát ra ngoài, khả năng có rồng thật đấy nhỉ. Trứng rồng, hang rồng. Đây này, đây vẫn còn vết này. Người ta bảo là rồng ở trong này bay ra là phân. Đây này. Rồng nó bay từ trong này ra. Vâng. Cái vệt này truyền thuyết của xưa. Đây. Đây cái vệt đây đúng không? Đó, cái vệt đây. Hang này còn sâu không? Cũng không sâu lắm. Sâu hết đấy. Đây này. Đây, hang này rất là hay nhá các bạn ạ. Kiến tạo rất là tự nhiên luôn. Có các cái vòm, cái lồi lõm ấy, cái vết lõm nó rất là tròn, giống như kiểu khả năng là ngày xưa miệng núi lửa nó phun lên, nó sôi lên, nó thành các cái vòm này.
Ui đây à, đây là vào tít trong này được mà nhỉ, có thông ra đâu không ạ? Vâng, có thông lên trên mà. À, có lỗ thông lên à? Vâng, người lên được mà. Đây đây, đây à, lỗ này thông lên trên à? Lỗ rồng ra đây. Lỗ rồng là đi đường này á? À? Không biết nó đi đường nào nhỉ, nhưng mà có cái vết nhỉ. Có mà, đúng vết nó ra đây mà. Khả năng là nó ở trong này chui ra. Ừ, có nhũ rất là đẹp. Cái này thì thôi nhưng mà vào trong rộng lắm. Thế yeah. Người chui. Nhưng mà hơi nhiều phân dê nên là thôi không dám chui nữa. Và qua cái này trong rộng to hơn ngoài này. Thế à? Ui, bên trong cả nước thôi. Trong có cả nước á? Ui, con dê. Đấy các bạn, dê này. Dê nó ở trong này nó đi, chắc là nó chui hết cái hang này ở đây nhảy bọn dê này. Dê đi ăn không? Đấy, trong này có dê nha các bạn nha. Nhìn như kiểu con chó linh cẩu. Giống như con linh cẩu. Ui, ui, ui. Tối om mà nó chạy ác nhỉ. Siêu thật đấy. Trời tối om mà nó đi ấm ầm này. Wow, đây nhiều phần dê quá. Nó sạch sạch tí chui rút hết cái da hang này được. Cái lỗ này có chú anh đi hết chưa cái lỗ này này lên. Nó có lỗ này nó cũng vào trong kia mà trong cũng thông vào trong kia à. Cái hang này đẹp đấy nhỉ, hang này rất là khô các bạn nhá. Đấy. Ngoài này thì bé thôi, trông chưa trông lắm. Vâng. Đi vào đây một tí thôi mà, đi vào xem rồi. Đi nhưng mà nó sợ dính quần áo toàn phân dê. Cúi đi một tí đỡ hơn là. Cháu. Nó là qua chỗ này thôi. Rồi rồi. Đi cùng anh vào đây xem. Ôi, nhiều dê quá, nhiều phân dê quá. Tí đi ăn cỗ ấy, toàn mùi dê chết. Toàn dê ngủ chỗ này nè. À. Ui. Dừng lại hết. Nhiều lắm. Cái này à. Rộng phết nhỉ. Qua ngõ đấy là rộng đúng không? Ở trong ngày dê nó ít vào nhỉ, kiểu tối ấy nhỉ. Tối nó không vào mấy nên là không có nhiều cứt đâu. Mà sạch mà. À. Chui được đấy. Ôi, ôi đây có lỗ bé bé nhỉ, nó hang nào nó cũng có cái lỗ nó bé, thường thường là khó chui. Ủi trong này rộng thật đấy. Ôi 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 à. Như dê không vào đây được sao nhỉ? Đi hết. Vào. À. Hang này không có nhũ mấy nhỉ? Ủa trên này có nhũ này. Nhũ này. Đâu chỗ nào rộng nữa? Trong này nữa. Vâng. Đi được mà. Chuyên leo trèo quen rồi, leo trèo là nghề rồi. Tay cầm máy quay nó hơi khó đấy. Ở trong này có nhiều rơi à? À đây đây chắc cái lỗ lúc đấy ở dưới kia thông lên đây đúng không? Ờ trên này, trên này nha. Đây là có cái măng đá nhưng mà dạo này nó hết nước rồi nên là nó không mọc được nữa nhỉ. Đây chỉ có năm đợt trước này. Đợt mấy năm trước. Thấy con gì? Rắn á? Ờ. Ủa, nó chui vào đây bắt rơi đấy nhỉ. Ờ, con chăn đá. Đá đấy.
3 cân cơ. À, đấy, ở đây có chăn đá nha các bạn nhá. Đó, thường hay chui rúc leo trèo lên các cái vách này này. Đấy. Hôm nay không thấy con chăn đá nào nhỉ? Yeah. Đây là chính là những cái trầm tích, có lẽ là cái mạch đá này nó có nước các bạn ạ, có nước nên vì vậy là nước nó chảy thành vết, nước ít đấy nhưng mà nó chảy thành vết và có các cái khe gọi là thớ đá. Vâng. Đấy, thế nên là nhìn nó có những cái vết giống như kiểu là rồng đang quằn quại ở trong này này, quấn ở trong này này. Đấy, đây có những cái vết măng đá. Đấy, tức là do cái cấu tạo của cái chất đá cũng như là cái khí hậu ở đây với cái địa hình nước này này. Đấy. Vâng, đây là những cái mạch đá. Đây là chính là những cái mạch đá thôi. Đấy, do kiến tạo địa chất lâu ngày, chắc là trước đây là chỗ này là nước nó chảy rất là mạnh, có những cái nguồn nước nó đấy, thì ngày bây giờ ở trong này là có nước đúng không? Đây có lối đi mòn thế này, hình như ai hay đi vào đây sao? Chỗ này chắc là đi xuống sâu nữa. À, xuống sâu mới có nước à? Sâu mới có nước. Đấy, thì theo em nghĩ là chắc là vâng. Thế cả có vũng nước xanh lét luôn à? Đấy, và nhìn cái nền đất này, cái nền này rất là sạch. Vâng. Cái đất này á? Cái này là có khi là phân rơi nhỉ? Yeah. Có cả phân rơi lại quặng. Đó. Bây giờ bọn dân nhà nó làm mà thỉnh thoảng nó vâng. Làm. Đây. Đất đây là không là nấu chỗ này có lẽ là nó bị thụt lún này. Đá mỏng rất là nhiều măng. Chỗ này có nước. Nhỉ. Yeah. Chỗ nước nên là cái mạ đá mỏng rất là nhiều măng này. Trong kia có nhưng mà vâng. Này có này chỉ có nó đập từng từng hết. Đây là có một cái đài, có một cái đế. Đài sen nhỉ, này chỗ này nằm đường này. Đấy, rất là bằng phẳng luôn. Thường là nước nó chảy cái đá vôi nó cứ mọc dần xuống đây nhỉ. Nhìn nó đẹp. Thằng nào ở đây dân vào cái hàng sửa hàng là 5.000 hàng kia cứ này. Ở đi có dễ không? Dễ mà. Vâng. Đấy. Đây là thường thường là các cái núi đá vôi là nó có hay có các cái hang. Đi đường này á? Vâng, thế hay đi đường này thế nhỉ? Đường này là cái đường lúc đấy mình nhìn thấy nó có một cái lỗ lên rồi ta bảo rồng chui ra từ đây đấy nhỉ? Truyền thuyết thôi. Theo mình nghĩ là đây nó là một cái hàng do kiến tạo địa chất thôi. Đấy. Kiến tạo địa chất nó vâng. Kiến tạo địa chất do vậy à. Đây cái hàng này nó được xói mòn. Đấy. Những năm mà những ngày mà nó bị mưa to thì nó sẽ có nước chảy ra đây. Đấy. Lâu năm là nó lâu năm là nó thành cái này nha. À. Bây giờ lại đi đâu rồi? Hôm nay mình đi đường trong này nhỉ? Đi trong hang rất hay bị ô. Đây là có người mang rượu vào đây ăn uống hay sao nhỉ? Có khi còn đưa tình yêu vào đây suốt mà nhỉ? Bây giờ có dê, nuôi dê nên là mùi dê quá. Cái hang này sự là cũng rất là đẹp.
đây là cái pin, cái con tụ gì này. Các bạn. Thôi giờ anh đi ra ngoài rồi. Wow. Đi nó mùi phân dê quá. Đây. Các bạn thấy phân dê này. Đấy. Mà các bạn biết đấy, con dê thì nó mùi lắm. À. Wow. Được rồi. Ui. Đấy, đây dê này. Đây. Đấy các bạn à, tôi vừa mới chui vào bên trong của cái hang này. Ở trong này còn rất rộng nha các bạn nhé. Còn rất là rộng và sâu. Nghe anh hướng dẫn đưa mình vào ấy, là bảo ở trong này còn có một cái lối đi vào đến tận chỗ có nước nữa. Ở trong này có một cái hồ nước rất là xanh, nhưng mà vào phải đi rất là sâu vào trong và đường đi nó hơi bé. Mình thì dạo này hơi mập nên là đi hơi khó. Cái hang này, cửa hang, gần cửa hang đây thì có cái vòm này nhìn giống như một quả trứng. Đấy, nhìn rất là đẹp này. Mình ra đây cho các bạn xem này, nó tròn. Đấy. Thế nên là truyền thuyết người ta bảo là rồng ở trong này. Đấy, đẻ trứng và chui ra đây, bay lên. Đấy, nhưng mà thực ra là mình theo mình nghĩ, giải thích theo khoa học thì có lẽ là đây là những cái thớ đá. Đây là những cái thớ đá do kiến tạo địa chất mà nó có những cái vết như này thôi. Đấy. Nó có những cái thớ đá trắng. Đấy, nó chạy ra. Vì thường thường đá vôi thì nó có nhiều loại đá kết hợp với nhau. Đấy. Nhưng mà cái hang này nhìn tròn nhỉ. nhìn rất là hay. Đấy, đây là của hang của nhà chú Park Hang Seo, huấn luyện viên. Thế là nuôi dê nuôi bò là mình cứ thả ở trong này thôi. Nhốt đây. Rồi. Như vậy là tôi vừa cho các bạn xem một chút về cái cửa hang cũng như là một số cái di tích của cái hang này nhé các bạn nhé. Đấy. Lẽ bây giờ tôi sẽ xin phép kết thúc video ở đây. Sẽ có dịp tôi nếu mà có thời gian tôi sẽ xuống, tôi đi vào sâu bên trong nó để xem cái vũng nước. Nghe như anh hướng dẫn bảo là trong đấy có vũng nước rất là đẹp. Đấy. Thôi hôm nay do không có thời gian với lại tôi không chuẩn bị, không có đèn, không có dụng cụ. Có vậy đi vào mà không có đèn điện là không ra được đâu, vào trong hang hay bị lạc lắm. Vậy tôi xin phép kết thúc video ở đây nhé. Và giới thiệu với các bạn cái hang này nó nằm ở km 28 đường Hà Giang Bắc Mê nhé, thuộc xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Xin phép kết thúc video đây. Các bạn thấy hang này đẹp thì like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh và nhấn chuông để chờ xem các video mới nhất của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bác chủ nhà đây. Rồi, chào chú nhá. Vâng. Cảm ơn chú nhá. Đi về đây. Còn đây là hướng dẫn viên du lịch thôn bản địa bàn. Hôm nào đi lên cái hang nào mà bác bảo là nó đẹp ở trên này à? Còn đá trắng trên này à? To lắm, to lắm. Soi không thấy đáy mà, ủa, soi không thấy đáy á? Ủa, sợ nhỉ? Như vậy là cái đá vôi này rất là nhiều đá, rất là nhiều hang các bạn ạ.